Trước khi vào video thì mình xin lỗi rằng nếu video này có quá ngắn thì là tại do lượng thông tin quá ít ỏi nhá. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng vào video. Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 8, Hound. Thực thể số 8, Hound là một trong những thực thể đầu tiên được phát hiện tại The Bike Room và cũng là thực thể có số lượng cá thể nhiều bậc nhất The Bike Room, cũng như thực thể Faceling. Cái tên Hound được xuất phát từ bản chất giống chó của thực thể này, bò bằng 4 chân và tấn công bất cứ ai khiêu khích chúng. Hound là một thực thể hình người, có đặc điểm sinh học kỳ lạ, với cánh tay và chân được cấu tạo để đi lại bằng 4 chân. Chúng rất hung dữ và tỏ ra thù địch khi nhìn thấy ai đó ở trong trạng thái này, nhưng chúng có thể bị đe dọa khi nhìn trực tiếp bằng mắt. Hound có thể trở nên thù địch khi chúng thấy con người, tuy nhiên chúng sẽ sợ khi bạn giao tiếp bằng mắt trực tiếp. Hay nói cách khác là nhìn chậm chậm. Tuy nhiên, cách này không hoạt động lâu, nhưng sẽ cho bạn đủ thời gian để bạn có thể bỏ chạy. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy tiếng gầm gừ, cách an toàn nhất là tránh xa khỏi tầm nhìn của Hound. Hound dường như là một con người với mái tóc dài màu đen. Chúng có những móng vuốt sắc nhọn và một cái miệng cực kỳ lớn với những chiếc răng sắc nhọn. Tuy nhiên, điều này thường là không thể nhìn thấy do tóc của chúng khá là dài và nhiều. Như đã đề cập, chúng đi bằng 4 chân và sức mạnh khi chúng tấn công mục tiêu là rất lớn, mặc dù có vẻ ngoài ốm yếu. Hound được cho là nở ra từ những quả trứng có nguồn gốc từ level bí ẩn, The Hive. Một trong những bản ghi video sớm nhất được biết về Backroom mô tả một người lang thang chạy trốn khỏi một Hound ở khu vực giống như level 0. Tuy nhiên, vì hiện không biết level The Hive xuất hiện khi nào, vì thế không thể xác định được nguồn gốc của Hound vào thời điểm này. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên nếu bạn chạm trán với Hound. Bạn nên giữ giao tiếp bằng mắt với Hound nếu chúng đang đến gần bạn, tránh xa chúng khỏi tầm mắt nếu bạn nghe thấy tiếng gầm gừ. Không nên chạy khỏi Hound ngay khi bạn nhìn thấy nó. Bạn nên bình tĩnh, hãy quay lại và nhìn thẳng vào mắt chúng và từ từ lùi lại cho đến khi khuất khỏi tầm mắt chúng. Nếu chúng bắt đầu đuổi theo bạn thì bạn tốt nhất là nên chạy. Cố gắng để thuần hóa chúng cũng là một ý tưởng tồi khi chúng có một sức mạnh thể chất vượt trội hơn người thường và rất là hung hăng khi nhìn thấy một con người. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.